công ty chúng tôi không có vị trí thích hợp với cô. Thành thật xin lỗi cô, chúng tôi hiện giờ chưa cần tuyển thêm người. Dạ em nghe nè. Em đang làm gì á? Anh đang ngồi chơi. Chơi hả? Chơi gì vậy? Thì ngồi chơi thôi ạ. Chiều nay á, có nhớ đi ăn với anh được không á? Chắc chắn là được rồi. Vậy chiều nay gặp anh nha. Bao nhiêu tiền nha? Bao nhiêu tiền? 10.000. Anh tính tiền giùm em. Anh ơi, cho em hỏi, ở đây tuyển nhân viên đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Có ai vào làm chưa vậy anh? Mà điều kiện để làm nhân viên này có khó không anh? Em muốn làm nhân viên á, anh em siêng năng lắm, chăm chỉ nữa, cực cỡ nào em cũng chịu được hết trơn á. Nếu như mà em được làm ở đây, cỡ nào em cũng làm hết. Anh không mấy cho em xin được làm nhân viên đây nha. Tôi không phải là chủ, chủ lát mới tới. Cái gì vậy? Trên đời mới lần đầu tiên thấy vừa ăn vừa ngáp á trời. Tại tối qua ngủ không được chứ bộ. Đừng nói với anh á, em thức khuya ôn bài quá. Cho nên á, mặt mới xuống sắc như vậy nha. Mà em không bị gì đâu. Bị đâu gì đâu, nhìn mặt kìa. Da thì sần. Còn mắt thì quần thâm nữa chứ. Y như là cấu trúc bàn đài vậy đó. Cấu trúc bàn đài. Má em có bị thăm hồi nào đâu. Anh mới là gấu trúc bên đà. Mình nè, có khi nào em giấu anh không ta? Em có họ hàng với gấu trúc đúng không? Nhìn khùng hả? Tự nhiên. Anh có tin cô phu bên đà đánh anh không? Đừng đánh đây nè. Ngay tim mà đánh ba nhát. Gì vậy? Mình nè, xin việc tới đâu rồi? Vẫn còn đi xin. Nhìn mặt này biết rồi, xin việc không suôn sẻ đúng không? Thôi đừng có buồn nữa. Thì mình cứ từ từ đi. Rồi em sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Giống nhanh vậy nè. Anh nghĩ chừng nào em mới tìm được. Cái đó làm sao anh biết? Vậy cũng nói. Không ăn nữa đâu. Còn gì đâu ăn? Còn quá trời kìa. Còn cái trường hợp nó một đống vậy nè. Ăn nát quán người ta rồi, giờ nó không ăn nữa đâu. Thôi biết rồi, đừng có buồn nữa. Nè, đi theo anh đi. Đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Nhưng mà anh phải nói cho em biết đi đâu mới được chứ. Đi rồi biết. Tuyển nhân viên. Đi. Bé ơi, con sợ lắm. Sao đâu con, không có gì không sợ đâu bé ơi. Sao tự nhiên anh dắt em tới đây chi vậy? Con không chịu chết đâu. Không sao đâu con, chết không gì đâu mà sợ. Mẹ, con sợ mẹ. Không sao, không có gì hết. Con sợ. Không, ngoan đi ba thương. Hồi nhỏ em cũng sợ, chết người y chang vậy luôn á. Ủa, em cũng sợ chết lắm hả? Mà anh dắt em tới đây chi vậy? Đi vô biết. Em vô đi. Thảo, chuẩn bị đồ điện dịch cho anh chưa? Dạ rồi ạ. Kim tiêm đâu? Dạ đây ạ. Đưa đây cho anh. Em nằm xuống đây đi. Nằm xuống đi anh. Nè, 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 nè. Em nghe nói nè, em, nè, nè. Không có chết đâu. Nè, nghe nói nè, ba đứa. Không sao đâu. Chết có sao đâu mà. Có sao đâu. Có sao đi mà. Anh nó không có sao. Em đi về chứ, em đi về. Em không có chết đâu. Anh nó không có sao mà đi. Không có sao. Không có sao đâu. Tự nhiên bắt người ta vô đây ép ra truyền nước chi không biết nữa. Mà em thấy có đau gì đâu đúng không? Em bị cảm giác thôi à. Em phải truyền nước thì mới có sức khỏe dẻo dai.
da mới căng mịn được, mắt mới hết vườn thâm. Mình truyền nước á, mình phải truyền từ từ thôi, như vậy nó mới tốt nè. Đó, thấy chưa? Nè, bây giờ anh có ca mổ rồi, không có để với em được. Chị nào truyền xong á, em tự động về nha. Ừ. Cái gì? Cảm ơn tình yêu của em. Thôi chỉ khỏi. Có người yêu của em là thương em thôi ạ. À. Thôi khỏi nịnh đi, vài bữa bệnh cũng vẫn phải truyền à. Em chăm sóc chị giùm anh nha. Dạ. Em truyền nước biển xong rồi, em về trước nha. Ngày mai em bắt đầu đi làm luôn được chưa? Dạ. Dạ, tất nhiên là được rồi chị, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm luôn. Chào, chào chị. Con con đi bao nhiêu người? À, dạ hôm nay em không phải tới đây để ăn. Em thấy ở ngoài có cái bảng dán là tuyển nhân viên á chị, cho nên à. Phục vụ nhà hàng hả? Sao bà không tìm việc gì khác mà làm? Thì tạm thời á, phải kiếm tiền ăn trước cái đã. Trời đất ơi, ban ngày đã đi làm rồi, ban đêm còn bán hàng thêm nữa rồi, sức đâu chịu nổi. Đâu có gì đâu, tạm thời á, cứ quên chị ngủ đi thôi là được rồi. Tôi sợ bà ngất trước khi nhận tiền lương luôn á. Không có sao hết trơn á, bà quên biệt danh của tôi là gì hả? Mì sắt thép. Tôi đi nha. Dạ con nghe nè bà. Ba yên tâm đi, con chỉ làm tạm thời thôi à. Từ từ con cũng kiếm công việc khác à. Nha. Con nghe nè bà. Nè bà làm xong chưa? Về nhà ăn cơm cái đã rồi đi làm tiếp nè. Cái lượng nhắc tới cơ vậy đó. Giờ tôi chỉ có muốn ngủ thôi à. Biết sao buồn ngủ muốn chết luôn. Biết ngay mà. Một ngày ngủ có 1-2 tiếng sức đâu chịu nổi. Về sớm nha. À tôi biết rồi, vậy nha. Bye. Chào. Sao? Giờ là bận lắm hả? Tại một ngày em học tới 2 buổi danh thư viện lận. Có thiệt là học ở thư viện không? Thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Thôi vậy học cả ngày rồi,
Bây giờ mình coi phim ha. Hả? Đi coi phim nữa hả? Ừ. Cô Mi xinh đẹp. Cô Mi xinh đẹp coi phim giống tôi tiến sĩ nha. Cô Mi xinh đẹp có chịu coi phim tiến sĩ không? Cái gì vậy? Bữa nay mày đặt làm cho mèo gì vậy? Ủa mới vậy thì hả? Tiến sĩ vậy thì lâu rồi. Mà cô Mi xinh đẹp có muốn đi coi phim tiến sĩ không? Ghê quá à, nhìn giống trẻ trâu muốn chết. Lên xe hả? Mấy giờ rồi? Không mấy mình coi phim cho ai bác giống như hôm bữa không? Em thích vậy hả? Được. Chiều lâu. Thấy chưa phim? Alo. Tôi đang bận nha. Có gì tôi gọi lại sau. Nè 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 nè. Ủa? Vậy rồi hả? Rồi anh, em ngủ quên. Mệt quá phải không? Thôi, để đưa em về nhà ngủ nha. Đâu có mệt gì đâu. Thôi, cái miệng thì chối không mệt gì đâu. Mà nhìn mặt em kìa, thất thần. Để đưa em về nhà ngủ. Thôi, nếu vậy thì khoan hãy về. Sao vậy? Em ngọn ra ngủ xíu đi. 10 phút rồi. Tới đây được rồi, anh về trước đi. Vậy bye bye nha. Ừ. Ngủ ngon. Bye. Bye. Em ơi, tính tiền. Em ơi. Tính tiền. Dạ, em xin lỗi. Về rồi hả? Sao nãy bà nói về ăn rồi đi mà không thấy đâu hết trơn nhở? Vậy là bà đi gặp anh sĩ hả? Sao không nói chuyện của bà cho anh biết đi? Sĩ diện làm gì cũng biết nữa. Tôi không có sĩ diện gì hết á. Cái tính của tôi sao là anh sĩ anh biết hết rồi. Chứ làm sao? Tôi nói cho anh nghe cái tình hình của tôi cũng được thôi. Nhưng mà chuyện quan trọng á là tôi sợ anh lo lắng cho tôi rồi ảnh hưởng công việc của anh nữa. Bà hiểu không? Con khờ này. Với lại tuổi của tôi bây giờ cũng đang nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Cho nên thời gian sắp tới tôi phải kiếm được công việc ổn định càng nhanh càng tốt. Bà biết không? Hồi nãy trước khi làm ca đêm á, tôi có dựa đầu vô vai của ảnh. Cảm giác ấm áp lắm. Ước gì khoảnh khắc vậy được kéo dài mãi mãi bà ha. Trời ơi. Hóa ra tình yêu cũng chỉ là một khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng mà nếu yêu thương quá nhiều rồi sau này phải rời xa, tôi chịu không có nổi nên tôi sợ lắm. Khổ quá à. Khổ quá. Cần thêm gì nữa không chị? Cảm ơn em. Em cho anh hỏi nhà vệ sinh đâu vậy? Dạ nhà vệ sinh trên lầu ạ. Ồ.
gì tôi gọi luôn. Gọi gì cũng được. Xin lỗi mọi người, xin lỗi. Thì ra có hẹn với bạn, cho nên bỏ bạn trai đúng không? Không dám đâu, có hẹn trước rồi bộ. Thôi anh tranh thủ anh đi đi, trễ bây giờ còn đứng nói chuyện nữa. Đi đi. Được rồi, giờ anh đi nha. Có gì anh gọi. Ta sốc và tổn thương mà đúng không? Hả? Mẹ sao mẹ nặng lời vậy mẹ? Con im đi! Chuyện của người lớn không liên quan gì tới con. Tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ tôi không muốn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Cô đi đi! Cố gắng vì công ty. Cố gắng vì công ty. Vì công ty. Đây là ai vậy? Cô... Theo anh đi về. Thôi theo anh đi về. Anh là ai vậy? Mẹ, buông em ra. Anh buông em ra, anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra, anh là cái gì mà anh lo em đi vậy? Anh là bạn trai của em được chưa? Một thằng đàn ông khi nhìn thấy bạn gái của mình bị hành hạ như vậy, em hiểu chịu đổi hay không hả? Em nói sao? Em nói em giỡn hớt cho nên em bị thương vậy đó hả? Em chấp nhận làm việc của công ty rác rưởi vậy hả? Rác rưởi thì sao? Em làm trong một công ty rác rưởi thì sao? Chỉ có công ty rác rưởi như vậy mới chịu nhận em thôi. Em nộp đơn vô hàng trăm công ty rồi, không có công ty nào chịu nhận em hết. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.